Xin chào bạn, theo yêu cầu của một số bạn inbox hỏi mình, trong video này mình sẽ chia sẻ một số cũng như là góc nhìn rất nhỏ về cái phiên chợ Bắc Hà, là một trong 10 phiên chợ đẹp nhất ở châu Á, nằm tại trung tâm huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Từ sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, chúng ta đáp chuyến bay tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội bằng cái hãng hàng không Vietjet hoặc là Vietstar. Thời gian bay là 1 giờ 45 phút và cái giá vé một chiều giá đột trong khoảng 1 triệu 600.000 đồng tới 2 triệu. Và sau khi tới Nội Bài, chúng ta sẽ bắt cái chuyến xe đi từ Nội Bài tới trung tâm tỉnh Lào Cai, mất khoảng 7 tiếng đồng hồ chạy trên đường cao tốc với vận tốc là 120 cây số thì chúng ta sẽ tới tỉnh Lào Cai. Và từ tỉnh Lào Cai, chúng ta bắt cái xe chuyển tiếp đi tiếp khoảng 3 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ tới trung tâm thị trấn Bắc Hà. Và ngôi chợ Bắc Hà này thì nó nằm cách cái bến xe trung tâm khoảng 20m đi bộ, và chợ được nhóm họp vào mỗi sáng chủ nhật từ 6 giờ sáng tới 2 giờ trưa mà thôi, trong một tuần chỉ có một buổi nhóm họp. Chính vì vậy du khách khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là khách Tây như các bạn thấy, châu Âu, Mỹ, Canada, đặc biệt là người Pháp rất thích cái ngôi chợ đầy màu sắc, được xem là một trong 10 cái chợ phiên đẹp nhất ở châu Á, là nơi tụ tập của các sắc dân Mông, Tày, Nùng, Phù Lá và Giao bày bán các sản vật địa phương như các bạn thấy trong hình. Mời các bạn cùng tôi tham qua phiên chợ nổi tiếng này nhé. Như các bạn thấy trong hình thì các sản vật địa phương cũng như là các loại dược thảo quý ở trong rừng thì được bày bán trong cái phiên chợ này, và đầy màu sắc do những cái thổ cẩm của dân tộc Mông và cũng như là dân tộc Tày, Nùng, Phù Lá và Giao, và nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, với cái khí hậu trong lành và vây quanh bởi núi rừng, những thửa ruộng bậc thang. Vậy những cái sản vật, đặc biệt thức ăn ở đây phải nói là rất là organic, rất là ngon và tinh khiết, chẳng hạn như là gà chân đen, lợn cắp nách. Sở dĩ gọi là lợn cắp nách bởi vì cái những con lợn này á, thì được ăn bởi các cái hèm hoặc là cái bã ngô, sau khi người dân Mông nấu rượu ngô thì cho các chú lợn này ăn, và các loại rau ở xung quanh nhà là những loại dược thảo. Vì vậy con lợn cắp nách này thì nó tăng trọng khoảng 10 kg và hoàn toàn có thể cắp vào trong nách và mang ra bán ở các phiên chợ này. Thịt rất là thơm ngon, và cũng như là một số rau củ quả, và nó mang tính chất organic, và những có một số bạn và cũng như là một số người kinh doanh đã thu gom các cái sản vật địa phương này bán cho các khách hàng cũng như là các cái chợ ở Hà Nội hoặc ở các tỉnh phía Bắc. Như bạn thấy các sắc dân với những cái trang phục truyền thống, ví dụ như trên hình là một cô gái người Mông với những chiếc thổ cẩm mà được dệt rất là công phu, các bạn có thể là cả tuần hoặc là thậm chí là cả tháng hay vài tháng mới cho ra một cái bộ gia tộc truyền thống thổ cẩm địa phương như bạn thấy ở trên hình. Chính vì cái rất nguyên sơ, mộc mạc, giản dị và đầy màu sắc đã thu hút khách du lịch khắp nơi tới. Và theo cảm nhận của mình, sau khi 3 tháng sống ở tỉnh Bắc Hà, ngay cái trung tâm thị trấn Bắc Hà và cách cái phiên chợ này khoảng có 10m, thì mình cảm nhận ở đây là bầu không khí phải nói là trong lành tuyệt đối. Và thứ hai là thức ăn thì organic, và đặc biệt là cái tính cách cũng như là cái cách sống của người dân của các bản dân tộc thiểu số của Việt Nam chúng ta rất là chân chất, mộc mạc, không bon chen đua đòi và không vật chất hóa, cũng như là không sử dụng nhiều các thiết bị viễn thông, chẳng hạn như là iPhone, cell phone, iPad, máy vi tính, cũng như là ngay cả TV thì cũng có rất là hiếm gia đình sử dụng. Chính vậy nó tạo nên cái cuộc sống rất là thanh thản và thanh bình.
Đó, như trong hình là một cái loại nấm khá lớn các bạn ở trong rừng dùng để ngâm rượu. Và mời các bạn theo chân tôi sẽ đi tham quan cái ngôi chợ này. Nó khá là lớn và đây chỉ là cái khu vực bán trái cây cũng như là các loại dược thảo. Còn có khu vực bán thức ăn mà nổi tiếng là thắng cố ngựa, là món ăn rất là nổi tiếng của tỉnh Bắc Hà. Và có cái khu chợ chuyên dành cho bán thổ cẩm và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, cũng như là có một cái khu riêng bán các loại gia súc, châu bò, gà, vịt, chó, giống như cái thời nguyên thủy xa xưa mà người dân mang các loại gia cầm ra để trao đổi và buôn bán với nhau. Vậy du khách nước ngoài, đặc biệt là bên châu Âu, rất là thích thú với cái hình thức mua bán nguyên sơ này. Tình trạng rất dễ thương, có vài củ su su sạc. Núi ngon, hùng vĩ. Tiết trời hôm nay thì không có lạ, xa có một con chim và mây. Đây có lẽ là góc ảnh đẹp nhất đây.
tôi xin